Xin chào toàn thể các quý vị khán giả yêu quý của kênh DVH Audio nha. Hôm nay một ngày rất là đẹp trời, mình lại lên clip mới cho các bạn xem. Đây, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn, cho nhỏ nhàng một chút, nói chuyện cho nó dễ nha các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc lọc xì có tên model là DBX 231. Đấy, DBX 231. Chiếc lọc xì này là gồm có hai kênh lọc xì stereo các bạn nhá, hai kênh và mỗi kênh là 31 cần equalizer. Và đây là hộp của nó. Đây, mình vừa bóc hộp ra luôn. Đấy, vẫn còn đầy đủ catalog các thứ. Đấy, vừa bóc hộp ra để giới thiệu cho các bạn xem. Và cái này ấy, thì chắc là cũng không còn xa lạ gì nữa, các bạn đã nhìn thấy ở trong rất nhiều clip của mình. Nhưng mà hôm qua mình mới chợt nhớ ra rằng là mình ở trong các cái clip của mình và các cái bộ đồ mà mình ghép cho khách ấy, mình rất hay sử dụng cái chiếc lọc DBX 231 này, tại vì giá cả nó rất là hợp lý. Và về cái công năng sử dụng ấy, thì cái chiếc lọc này thì nó có cái giải tần số, nó đáp ứng nó rất là rộng, giải tần rất là rộng. Đây, 31 cần equalizer một kênh, tổng hai kênh là 62 cần. Và trông cái hình thức của nó thì trông cũng khá là ổn. Và do là mình làm các cái clip trước ấy, và ghép các cái bộ đồ cho khách, mình rất hay mang nó đi, xong rồi mình mới quên mất là hôm vừa rồi có khách hỏi mình, tức là có một anh Phạm Ngọc Anh này, anh tức là tình cờ anh ấy thấy cái lọc này ở trong các cái clip giới thiệu hàng của mình, chứ mình chưa làm một cái clip riêng biệt để giới thiệu cái lọc này. Và anh ấy có hỏi là cái lọc này anh thấy khá là ổn và tiếng cũng rất là tốt, là tại sao em lại chưa làm một cái clip giới thiệu riêng về nó nhỉ. Thế là mình mới chợt nhớ ra rằng là hóa ra là mình từ trước đến giờ mình bán rất là nhiều rồi, nhưng mà hóa ra là mình quên chưa làm một cái clip, làm một cái clip riêng biệt để đánh giá về cái chiếc lọc này. Và anh Phạm Ngọc Anh có địa chỉ là ở thị trấn Cổ Phúc, Yên Bái, là sáng nay có gọi điện và đặt hàng bên mình là chiếc lọc này DBX 231, và mình khuyến mại cho anh ấy cái rắc AV và cái rắc chuyển 6 ly sang hoa sen. Đây, cái rắc chuyển 6 ly sang hoa sen chính là cái này nhá, 4 cái các bạn ạ. Và có anh ấy có địa chỉ và số điện thoại như trên màn hình. Và cái này thì anh nhờ là gửi qua nhà xe Tường Liên chạy qua cầu Thăng Long nhà mình. Đấy, và mình làm luôn cái clip này. Đấy, cũng là một sự tình cờ, nghe anh nhắc mình mới nhớ chưa làm clip, nên là thôi tiện đây gọi là mình test hàng trước khi gửi cho anh. Thì là mình làm luôn cái clip này để giới thiệu cho các bạn. Đây, về cái lọc này thì nói chung là về các cái chức năng của nó thì cũng rất là cơ bản thôi, cũng không có gì là quá là phức tạp cả. Có những người thì mới nhìn bảo ôi rồi theo cái lọc này nhìn nó trông nó, nhìn nó nhiều cần này, trông nó rối mắt quá và khó chỉnh. Nhưng mà mình xin đính chính lại là cái chiếc lọc này rất là dễ chỉnh, dễ sử dụng luôn các bạn nha. Đây, bây giờ mình giới thiệu luôn này các bạn này. Đầu tiên là bây giờ hai kênh đây nhá, đây là kênh số 1, đây là kênh số 2. Hai kênh này thì là nó hoạt động nó như nhau, nguyên lý hoạt động như nhau, nên là mình chỉ cần giới thiệu một kênh thôi, còn kênh dưới là tương tự. Đây, đầu tiên là mình nhìn vào là mình thấy có một cái núm này. Mình thấy có một cái núm nha. Cái núm này nó ghi là input gain này thì là có nghĩa là cái chỉnh cái độ nhạy đầu vào, chỉnh cái độ nhạy đầu vào của cái lọc này các bạn nha. Độ nhạy đầu vào tức là đây là gain là đang nhỏ lại, để vặn ra đây nó sẽ to lên. Đấy, ở trên này nó sẽ báo to lên này. Đây, giảm đi này. Đấy. À, đây là mình đang kết nối là đang phát nhạc từ điện thoại này qua lọc và sang cái chiếc âm ly Jaguar PA506. Và cái này thì các bạn kết nối âm ly cũng được, cục đẩy cũng được, nói chung là công dụng nó ngang nhau nhá. Thì là cái núm này là điều chỉnh cái độ nhạy đầu vào này. Độ nhạy đầu vào đấy, đây là to, đây là nhỏ. Ok. Và bình thường thì là mình hay để cái độ nhạy đầu vào là hay mình hay để về cái điểm 0 decibel, hay để cái độ nhạy đầu vào là điểm 0 decibel này các bạn nhá. Còn các bạn mà thấy ví dụ như là cái độ nhạy đầu vào mà nó kém nhạy quá thì chúng ta có thể tăng cái độ nhạy đầu vào lên. Tăng độ nhạy đầu vào lên thì là nó sẽ nhạc nó phát ra nó sẽ lớn hơn. Và nếu mà độ nhạy đầu vào mà nó cao quá thì mình có thể giảm bớt đi. Đấy, giảm bớt đi thì nó sẽ bé. Nó bé quá thì mình có thể tăng lên cho nó to. Đấy, ok. Bình thường thì mình đang để là 0 decibel. Và tiếp theo là nó có cái phần dàn đèn output level DBU. Cái này là đo cái cường độ tín hiệu đầu ra các bạn nhé. Đây này. Nếu mà mình mà vặn lớn lên thì là nó sẽ nháy đèn. Đây, mình sẽ cho to nhạc một chút. To lên. Đấy, nó sẽ nháy
cái đèn, và khi mà bạn bé thì nó bé quá thì là nó chưa nháy đến cái điểm này thì nó sẽ chưa sáng các bạn nhá. Đấy, rất là đơn giản thôi. Và có một cái đèn nữa là cái đèn báo clip. Cái đèn báo clip này là chính là cái đèn mà là nó báo là cái tín hiệu đầu ra. Tín hiệu đầu ra nó lớn quá là nó sẽ báo đèn này, thì các bạn sẽ phải giảm tín hiệu đi. Nếu mà đèn này nháy thì phải giảm tín hiệu. Rồi, và có tiếp theo là có cái nút là EQ bypass. Nút này rất là đơn giản, tức là khi nhấn vào nút này, đây nhấn lửa đây. Đấy, nhấn vào nút này là nó thông cầu luôn, là âm nhạc là nó sẽ đi thẳng qua lọc luôn, và cái dàn equalizer này là nó sẽ vô tác dụng, tức là nó chỉ để cho đẹp thôi. Khi nhấn đèn này thì là vô tác dụng equalizer nhá, tín hiệu sẽ đi thẳng luôn. Và khi mà mình nhả ra này, đây các bạn nghe nhá, khi mà mình nhấn vào mình cả nhả ra, các bạn nghe sẽ thấy nó khác nhau, nghe nhá các bạn nhá. Đấy, đây là nhà gốc, đây là nhà gốc nhá. Bây giờ nhả ra là nhà qua lọc rồi. Đây là mình đang chỉnh lọc rồi nhá. Đây đang hình uốn lượn này. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ nhả ra và các bạn hãy nghe là xem nhà qua lọc nó sẽ khác như nào nhá. Đấy, khi mà mình nhả cái nút này ra là nhà có qua lọc, nghe nó phê hơn rất là nhiều. Mình cũng đang mở nhạc ở trên cái đôi loa Eric AK512 này. Rồi, rất là đơn giản thôi. Nói chung là khi mà mình sử dụng ấy, thì là mình phải nhả cái nút này ra nhá, thì là lọc nó mới có tác dụng. Mình không được nhấn cái nút này. Và tiếp theo là cái nút bên này là cái nút low cut này. Cái nút low cut này là nó có cái chức năng là cắt cái giải tần số thấp đi. Cắt cái giải tần số thấp đi và mình nghe cả ra nó sẽ ít trống hơn. Nếu mà mình nghe mà nó nhiều trống quá thì là mình sẽ nhấn cái này. Và đối với những cái dàn mà âm thanh sự kiện, âm thanh sân khấu ấy, thì là nó sẽ có tác dụng để oánh cho loa full. Quánh cho loa full thì là mình sẽ nhấn low cut, thì là cái loa full nó quánh nó sẽ nhẹ loa hơn và nó sẽ không bị bùng vỡ màng. Rồi, rất là đơn giản. Và tiếp theo là cái nút Ranger. Đây, Ranger này, các bạn này. Ranger là cộng trừ 12. Tức là ở trên cái lọc này các bạn có để ý này. Bên này thì nó ghi là cộng 6 và trừ 6. Còn bên này thì nó lại ghi là cộng 12 và trừ 12. Đó chính là cái biên độ chỉnh của cái cần gạt này. Tức là nếu mà để ở chế độ cộng 6 thì mình gạt kịch lên đây thì nó sẽ là cộng 6 dB, và giảm kịch xuống đây thì nó sẽ là trừ 6 dB. Và khi mà mình nhấn vào nút này thì nó sẽ là cộng 12 và trừ 12 dB. Tức là cái ngưỡng chỉnh của cái cần gạt này là nó sẽ tăng gấp đôi. Nó đang ở cộng trừ 6 nó sẽ lên cộng trừ 12, tăng gấp đôi các bạn nha. Và mình bình thường mình chỉnh bình thường thì mình chỉ để cộng trừ 6 thôi. Cộng trừ 6 thôi để chỉnh nó lên vừa thôi, chứ không nó mà lên đến cộng 12 decibel thì nó sẽ lên lớn quá và nó sẽ rất dễ gây ra cái tín hiệu dạng kiểu như gây ra cái vỡ tín hiệu đầu ra, là nó sẽ báo đèn clip. Mình không nên chỉnh lên kịch nhá. Cái hàng cần gạt này mình không nên gạt kịch lên đây và để ở cộng 12. Như thế rất dễ gây vỡ tín hiệu đầu ra. Rồi, phải nói là rất là đơn giản và dễ chỉnh thôi. Đây các bạn cứ chỉnh cơ bản là chỉnh nó gần giống mình thôi. Nói chung là mỗi người có một cái tai nghe riêng. Mình thì mình thích chỉnh như này, còn các bạn có thể chỉnh theo tùy ý các bạn. Nói chung là miễn sao nghe cảm thấy hay là được. Đấy. Hôm nay cũng rất là tình cờ, nhờ có cái anh Phạm Ngọc Anh này thì là mình mới nảy sinh cái ý định là mình làm cái clip này. Làm cái clip này giới thiệu cho các bạn, và cũng là tiện đây gọi là test luôn hàng cho anh Phạm Ngọc Anh. Đấy, quên đấy các bạn ạ, chưa lên clip mà đã bán được rất nhiều rồi. Thành ra là mình quên mất là mình chưa giới thiệu, chưa làm một cái clip gọi là riêng biệt để giới thiệu về cái model này cho các bạn. Rồi, các bạn mà có nhu cầu như anh Phạm Ngọc Anh thì cứ hãy liên hệ trực tiếp với mình qua hai số điện thoại nhá, hoặc là truy cập cái fanpage là DVH Audio ở trên Facebook, hoặc liên hệ với mình qua hai số điện thoại nhá. Facebook Zalo của mình là Đỗ Văn Hiếu, và tìm cái số điện thoại kia kìa là ra luôn Facebook Zalo của mình. Rồi, các bạn dù có ở nơi đâu thì mình cũng có thể gửi hàng được. Mình thì mình hay gửi qua đường bưu điện, và tuy nhiên là đối với các khách ở gần thì mình có thể hỗ trợ là gửi xe ôm, hoặc là các khách ở gần bến xe thì mình có thể gửi xe khách cho các bạn. Và cái sản phẩm này được bảo hành 1 năm các bạn nha. Này, hàng mới nguyên hộp, được nhà máy, được hãng người ta bảo hành trong 1 năm, nên là các bạn dùng rất là an tâm. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nhá. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh để cập nhật các cái clip, cập nhật các cái sản phẩm mới nhất từ kênh của mình. Mình xin kính chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc nha. Xin chào các bạn.